Không được đi vệ sinh trên cao tốc, thiếu nữ gọi giang hồ đến tác động vật lý tài xế gây bức xúc. Chứ bây giờ cao tốc mình không ngừng được. Không ngừng được, cao tốc lại không ngừng được. Không ngừng chạy nữa chứ. Bây giờ không chạy ra qua cao tốc mới ngừng được. Theo cao tốc mới ngừng được á. Cao tốc nó đâu có cho ngừng. Không chạy đường đâu đâu. Thôi chứ không làm anh. Chứ ngồi nha. Rồi mình nói điểm cuối nha, mình con dạy kiểm tra đồ đạc nha. Cuối nhận đồ đạc nha, điểm cuối rồi nha. Lần sau cho khách đàng hoàng của mày đi. Nghe mày, dạ đâu có gì đâu anh, dạ không kiếm kiếm đâu. Mới đây trên mạng xã hội đang xôn xao một đoạn clip trên xe khách đường dài. Cụ thể, chiếc xe giường nằm xuất phát lúc 22 giờ 35 phút, nhưng chỉ 20 phút sau, một cô gái đã mắc đi vệ sinh cần giải quyết gấp. Tuy nhiên, xe đang trên cao tốc nên bác tài nói hiện không thể dừng lại. Bảo cô cố chờ 20 km nữa đến trạm dừng nghỉ thì xuống giải quyết sau. Nhưng vì quá buồn đi, cô đã năn nỉ bác tài cho xuống xe luôn và ngay, kẻo hết sức chịu đựng. Tài xế chịu khách đi tìm làn ưu tiên để cô xuống giải quyết, nhưng cô không chịu, nhất quyết phải có nhà vệ sinh hẳn hoi mới đi, chứ nói không với việc hòa mình vào thiên nhiên. Sáng sớm hôm sau khi đến Nha Trang, xe đang trả khách thì một nhóm người chạy lên xe hội đồng tài xế. Tài xế bị đánh xây xát vùng đầu, mặt và vai. Dù không làm sai chuyện gì nhưng do quá hoảng sợ nên tài xế chỉ biết ôm đầu chịu trận và liên tục nói xin lỗi. Hiện nhà xe đã có giám định thương tích và gửi đơn trình báo lên công an để xử lý vụ việc. Sự việc sau khi được trích xuất camera và đăng lên mạng xã hội đã khiến dân tình không ngừng bức xúc, lên án vì hành vi vô văn hóa của cô thiếu nữ. Trong khi đó, cách hành xử của bác tài trên xe giường nằm là quá hợp tình hợp lý, vì mặc dù đang trên cao tốc nhưng vẫn cố dừng ở làn khẩn cấp để cho khách đi vệ sinh. Vậy mà nỡ lòng nào gọi người đến để hành hung tài xế như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.